Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, các linh mục chúng tôi hôm nay đến đây dâng lễ đồng tế trong dịp an táng ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp, 53 tuổi, trước hết là để phân ưu với tăng quyến. Đồng thời, nghĩa cử này là một dịp để mọi người thấy được tình liên đới trong đại gia đình giáo hội, và cũng là dịp để giáo hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công phục vụ giáo xứ, phục vụ giáo hội. 16 năm phục vụ trong chức vụ trùm họ, và hôm nay ông về với Chúa trong chức vụ trùm chánh đương nhiệm của giáo họ Kitô Vua. Giáo xứ Tân Hà, giáo họ Kitô Vua cũng như tăng quyến hôm nay mất đi một người thân yêu trong gia đình, trong cộng đoàn, nhưng lại đón nhận được nhiều tình ưu ái bù đắp lại. Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Xin hy sinh thập giá của Chúa Kitô đem lại sự giải thoát cho ông trùm Augustino. Chúng ta cũng hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu cho linh hồn Anna Maria Giuse lễ dỗ 17 năm linh hồn Phêrô, 4 năm Đức cha Giuse Nguyễn Văn Tiệm, và xin ơn như ý. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những người đã an nghỉ trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đem đi làm một với Chúa Giêsu như vậy. Bởi thế,
Chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này. Chúng ta là những người đang sống, những người còn lại khi Chúa đến. Chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì khi có hiệu lệnh, có tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa lên các tầng mây cùng với họ đi đón Chúa trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Maria chị của Lazaro đến chỗ Chúa Giêsu, vừa thấy người bà liền sấp mình xuống dưới chân người và nói: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Khi thấy bà khóc và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người nói: Các người đã an táng Lazaro ở đâu? Họ đáp: Thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Do đó người Do Thái nói: Xem kìa, người thương ông ấy biết bao. Nhưng có vài người trong nhóm họ nói: Ông ấy đã mở mắt người mù mà không thể làm cho người này khỏi chết sao? Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ, mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy lại. Chúa Giêsu bảo: Hãy lấy tảng đá ra. Mắt ta là chị người chết nói: Thưa Thầy, đã nặng mùi vì đã 4 ngày rồi. Chúa Giêsu nói: Thầy đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta lấy tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Con biết rằng Cha hằng nhậm lời con vì những người đứng chung quanh đây mà con đã nói, để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt còn phủ khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra để cho anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm Maria và chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, mọi đám tang đều gieo vào lòng chúng ta một nỗi buồn tê tái. Nhất là nhìn cảnh một người đang khỏe mạnh, tràn đầy sức sống như ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp đây mà phải ra đi như thế này, thì chỉ có đau thương, chỉ có buồn sầu và tiếng khóc, chỉ có nghẹn ngào và nước mắt. Chiều hôm thứ Hai, khi làm nghi thức tẩm liệm cho một người hàng xóm, lẽ ra là trùm chánh ông phải có mặt, nhưng mọi người thấy ông vắng mặt. Và khi tới xem tại sao ông vắng mặt thì thấy ông đã bất tỉnh, bị đột quỵ. May mắn là tôi đã kịp đến sức dầu cho ông, mặc dù ông không còn nói được lời nào nữa. Sau đó nghe tin ông đã ra đi, tôi không thể tin, và cũng không ai có thể tin được là một người to lớn khỏe mạnh như ông mà lại chết một cách đột ngột như vậy. Và trong vòng một tuần lễ, giáo xứ phải từ giã 6 người. Ông là người thứ 6. Chưa bao giờ Tân Hà có những ngày tang tóc như thế này. Bài tin mừng vừa kể cho chúng ta về việc Chúa Giêsu xúc động trước cái chết của chàng trai Lazaro. Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước cái nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu. Và Chúa đã thật sự xót thương, thật sự rung động trước cái chết của chàng trai Lazaro, một người bạn chết trẻ làm Chúa cũng phải xúc động. Vũ trụ này cao niên lắm, hàng triệu triệu năm tuổi rồi. Cho nên 53 năm cuộc đời của ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp đây chẳng đáng là bao. Kiếp người dẫu cho đến 100 năm được gọi là cao niên thì vẫn cũng chẳng đáng kể. Triệu triệu năm qua rồi, vũ trụ chứng kiến bao nhiêu sinh linh đã nằm xuống. Không ai có thể làm nổi một con số thống kê xem đã có bao nhiêu người chết trên thế gian này. Bởi đó hôm nay thêm một người chết đi, xem ra vẫn là chuyện bình thường, đời có sinh ắt có tử. Tuy nhiên đối với ông trùm thiệp đây thì dường như chúng ta thấy cái chết của ông không phải là chuyện bình thường. Ai cũng nghĩ ông chưa thể chết trong lúc này,
và hơn nữa không thể chết như thế này. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, ông đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh biệt cuộc đời và giã biệt mọi người. Dẫu mấy chục năm trong đời vẫn chỉ là một phần bé nhỏ của nhân loại và của vũ trụ này, nhưng đối với gia đình, đối với người thân, ông đang là cây cao bóng cả cho vợ, cho con nương náu. Ông đang là cột trụ cho gia đình tựa nương. Ông còn phải chăm sóc một mẹ già gần 100 tuổi. Ông còn cả một đàn con phải lo liệu. Ông còn phải gánh vác cả một giáo họ Kitô vua mà ông đang là trùm chánh. Cho nên dường như có một cái gì đó bị chao đảo, bị hụt thẫn trước cuộc ra đi của ông. Ông chưa thể chết trong lúc này. Và một cách nào đó ông không thể chết như thế này. Một con người to lớn lực lưỡng, một lao động khỏe mạnh, thế mà đã bị quật ngã một cách đột ngột, không thương tiếc. Chúng ta muốn thấy ông chết một cách bình thường hơn. Chúng ta muốn thấy ông chết một cách êm ái hơn. Chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta thương tiếc, vì ít có ai phục vụ giáo xứ với chức vụ làm ông trùm suốt 16 năm trời. Và ông đã sống đúng với cái tên của ông, Nguyễn Lịch Thiệp. Ông luôn vui vẻ lịch thiệp với mọi người và tận tâm phục vụ giáo họ, giáo xứ. Sáng nào ông cũng đến nhà thờ thật sớm để mở âm thanh, để mở màn hình. Những ngày gần đây, ông có nhiều băn khoăn trăn trở, nhiều nguyện vọng về giáo xứ, về giáo hội. Ông tâm sự với bạn bè là muốn vào chia sẻ với cha xứ mà không biết phải mở lời như thế nào. Những nguyện vọng, những trăn trở mà không biết nói cùng ai. Có lẽ vì thế mà hôm nay ông đột ngột ra đi để trình bày với cấp cao nhất là Thiên Chúa. Hy vọng hôm nay ông đã toại nguyện khi bày tỏ hết được những tâm tư nguyện vọng của ông. Trước cái chết bất ngờ như thế này, chúng ta thường xót xa, thương tiếc. Chúng ta dồn mọi nỗ lực để bày tỏ lòng mến thương đối với người đã ra đi. Nhưng mà chắc chắn cầu nguyện là việc đúng đắn và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể làm được cho người đã khuất. Cái chết luôn làm chúng ta khiếp sợ và luôn luôn đến trái ý chúng ta, vì cái chết cắt đứt tất cả mọi mối liên hệ yêu thương của chúng ta ở trần gian này, cắt đứt luôn cả những khát vọng hạnh phúc, giàu sang cũng như mọi viễn tưởng cho tương lai. Tuy nhiên đối với các Kitô hữu thì cái chết bất ngờ không làm chúng ta quá ngỡ ngàng, bởi vì trong phúc âm đã nhiều lần Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, vì con người đến như kẻ trộm. Vì thế mỗi lần tiễn đưa một người quá cố là một lần Chúa muốn nhắc nhở lại cho chúng ta cái chân lý đó. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả lúc chúng ta không ngờ nhất, như đã đến với ông trùm thiệp đây. Cái điều duy nhất chúng ta có thể làm là hãy tỉnh thức và sẵn sàng như những người đang chờ ông chủ đi dự tiệc cưới về. Có khi nào chúng ta dám nghĩ đến ngày chết bất ngờ của mình như thế này để rồi chuẩn bị hay không? Xin cho chúng ta đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng mà như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Xin cho chúng ta nghe được lời dạy dỗ của cái chết. Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh ngắn ngủi. Chính vì thế mà từng giây phút trôi qua thật là quý báu. Hãy biết tận dụng những giây phút quý báu ở trần gian này mà lo phụng sự Chúa, noi gương ông trùm thiệp đây. Sống một đời và chết một lần, đó là thân phận làm người của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta biết cách chết nhờ biết cách sống. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc khải: Ngài là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi chu toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc an táng và từ biệt người anh em thân yêu của chúng ta đây, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho hội thánh luôn trung tín rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin cho con người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh Người, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Augustino, sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc quê trời, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên cõi thiên đường nhiên tha con cầu khấn, nhiên tha con nguyện xin, lòng thành con dâng lên, con dâng lên, con dâng lên Thiên Chúa muôn vàng. Xin Chúa đến du thường, lời con xin hôm nay, lời con xin hôm mai, luôn trung trinh, luôn yêu thương trong tình Chúa. Dù khi con đau thương, dù khi con cô đơn, xin cho con yêu mến Chúa chân thành. Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên cõi thiên đường nhiệm mà con cầu khấn, thiên tha anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, lễ ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khấn khoan năn van nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ đón nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu trên để chúng con khỏi phải trên, hơn nữa một mình Người đã đoái thương chịu trên để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với công đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì với lời Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Anton chúng con, Đức Giám mục Phó Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và ân nhân của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thứ Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha Chúa. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Này đi trên đền Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin cho các linh hồn được yên. Này trên đền Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin cho các linh hồn. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
thù hoàn kiên vững nhiệm màu, nên khi đời con vương khổ sầu, Chúa sẽ đáp lời con khẩn cầu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn trong bi tích thánh thể. Xin đoái thương cho người anh em chúng con là ông Augustino Nguyễn Lịch Thiệp, nhờ của ăn này được đạt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Trọng kính cha Phaolô quản sứ, chủ tế, cha Giuse phó sứ, quý cha trong ban giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt và quý cha đồng tế. Kính thưa quý sơ tu hội tận hiến, quý sơ hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, hội dòng con Đức Mẹ phù hộ, hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, quý thầy Đại chủng viện Minh Hòa, quý chức hội đồng giáo sứ, hội đồng các giáo họ trong và ngoài xứ, quý ban ngành đoàn thể, thân bằng quyến thuộc, thông xuôi gia và cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ an táng ông chùm Augustino Nguyễn Lịch Thiệp hôm nay. Ông Augustino là người cha yêu quý của chúng con, đã đột ngột ly trần, rời bỏ tất cả mọi người thân yêu trong tang gia và tang quyến chúng con, mà ra đi không hẹn hồi, để lại trong tang quyến chúng con một biến cố đau thương vô hạn. Nhưng từ khi linh hồn Augustino được Chúa thương gọi về, tang quyến chúng con đã được quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý cộng đoàn thương yêu đến dâng lời kinh nguyện, thăm hỏi, chia sẻ, phúng viếng và giúp đỡ chúng con về mọi mặt. Đặc biệt hiện diện trong thánh lễ cuối cùng của ba chúng con hôm nay, tang quyến chúng con cảm thấy được an ủi rất nhiều khi được quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho linh hồn Augustino sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Lời cầu nguyện và hy sinh của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ nhận lời mà xót thương, thứ tha các lỗi lầm cho linh hồn Augustino. Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện, đồng thời thương tha thứ những lỗi lầm của ba chúng con khi còn sinh thời đã thiếu sót với Chúa và mọi người. Với tình cảm quý mến và yêu thương đó, tang gia và tang quyến chúng con xin trân trọng đón nhận và xin hết lòng tri ân đến quý cha, quý tu sĩ, quý chức và toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm nhiều ơn lành hồn xác xuống cho quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cảm ơn ban tẩm liệm, đội mai táng, ca đoàn giáo họ Kitô vua, các em lễ sinh đã hy sinh thời gian lo liệu chu đáo cho tang quyến chúng con trong lúc hữu sự này, cũng như cho thánh lễ được trang nghiêm sốt sắng. Trong giây phút này, xin cho chúng con gửi vài lời đến người cha yêu quý của chúng con. Ba ơi, chúng con thương nhớ và hãnh diện về ba. Xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời thương ban nước trời cho ba, là phần thưởng mà ba hằng ngày vẫn cố gắng để đạt được. Một lần nữa, tang quyến chúng con xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu ba chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Tân Hà. Trong lúc tổ chức tang lễ cho ba chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể dân Chúa rộng lượng tha thứ.
tang gia và tang quyến chúng con đồng bái tạ. Anh chị em thân mến, người anh em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Đức Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người. Lạy Chúa, xin xót thương người, xin thành ra con. Xót thương người đã dương dung con. Nay người nằm xuống thành khăn ta con mang trong tim, thành khăn ta như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì, con biết nói gì trong phút giây ta từ. Xót thương người, xin xót thương con. Lời các thánh của Thiên Chúa xin đến cứu giúp. Lời các thiên thần của Chúa xin đến gặp linh hồn Augustino. Xin dâng linh hồn Augustino lên trước tôn nhan đấng tối cao. Xin Đức Kitô đấng đã kêu gọi ông đón nhận ông. Xin các thiên thần dẫn đưa ông vào lòng tổ phụ Abraham. Xin đến gặp linh hồn Augustino. Xin dâng linh hồn Augustino lên trước tôn nhan đấng tối cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Augustino được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng là thu chiếu soi trên linh hồn Augustino. Xót thương người, xin thành ra con. Xót thương người đã dương dung con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đất tôi đã đi trở về bụi đất. Như ánh dương đồng, như ánh dương đồng mặt lúa trong đêm trường, nhạt cho người kiếp sống mong manh. Xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người. Lạy Chúa, xin xót thương người, sinh thành ta con. Xót thương người đã dương dung nào Chúa, Ngài cho con vui trên dương gian. Rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng. Kiếp sống lữ hành này đã qua đi rồi.